Chibu lựa tạo hình trong phim cổ trang mới sẽ hợp tác với Triệu Lộ Tư. Thông tin Chibu sắp đóng phim cổ trang Trung Quốc, Thân Hoan Độ và hợp tác cùng Triệu Lộ Tư nhận được nhiều sự quan tâm, thực hư thế nào? Những ngày qua trên mạng xã hội Việt Nam xuất hiện thông tin cho rằng Chibu sắp quay một bộ phim cổ trang của Trung Quốc. Điều này hoàn toàn trùng khớp với chia sẻ của Chibu cách đây không lâu khi cô bày tỏ mong muốn được tham gia diễn xuất trong một bộ phim của Trung Quốc. Cụ thể, trong hội nhóm fan hâm mộ của Chibu ở Việt Nam, mọi người truyền tay nhau ảnh chụp màn hình ghi lại bài viết của các blogger mạng trên Weibo. Những người này đồng loạt lên bài thông tin về bộ phim cổ trang sắp gửi quay của Manco TV mang tên Thân Hoan Độ. Được biết, Thân Hoan Độ do đạo diễn Dương Lỗi đảm nhận, đặc biệt dàn diễn viên chính bao gồm Triệu Lộ Tư, Lưu Học Nghĩa, Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ. Địa điểm quay phim dự kiến ở Hoành Điếm và Tượng Sơn. Phim được lên kế hoạch khởi quay vào tháng 6 năm 2024 và kéo dài khoảng 40 tập. Thông tin Chibu và Triệu Lộ Tư hợp tác trong phim mới, hơn nữa còn là bộ phim cổ trang đầu tư của Mango TV khiến dư luận dậy sóng. Nhiều người không khỏi phấn khích khi nhìn thấy hai mỹ nhân xinh đẹp của Việt Nam và Trung Quốc hợp tác. Đồng thời, mọi người cũng đặt nhiều kỳ vọng vào việc Chibu sẽ phát triển lĩnh vực phim ảnh ở nước ngoài. Trên hội nhóm fan của Chibu tại Trung Quốc, mọi người đã thể hiện sự ngạc nhiên khi nghe tin Chibu tham gia vào dự án lớn cùng Triệu Lộ Tư. Bên dưới bài viết, đông đảo khán giả thể hiện sự ủng hộ dành cho nữ thần tượng đến từ Việt Nam. Một số netizen lại không dám tin vào mắt mình và cho rằng đây là một trò đùa của ai đó nhằm trêu ghẹo mọi người vào ngày cá tháng 4. Sau khi có tin đồn không lâu, mọi người lập tức kiểm tra lại thì phát hiện thời điểm đăng tin rơi vào ngày 1 tháng 4, tức ngày cá tháng 4. Nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng khi biết chuyện Chibu đóng phim cùng Triệu Lộ Tư chỉ là một lời nói đùa. Chibu hiện đang ở Việt Nam chuẩn bị cho các dự án cá nhân, còn Triệu Lộ Tư vừa kết thúc quay bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa. Trên hội nhóm fan Chibu tại Việt Nam, người đăng bài cũng thừa nhận tất cả chỉ là trò đùa để hưởng ứng không khí ngày cá tháng 4. Thực tế không hề có dự án phim này. Mùa danh lưới năm nay khá khẩm, chúng tớ chỉ định hưởng ứng ngày cá tháng 4 như bao người, không ngờ lại có nhiều bạn tin tưởng và lan truyền nhanh như vậy. Thật xin lỗi nếu để mọi người hụt hẫng, nhưng qua sự việc này, chúng tớ cũng thu hoạch được một số thú vị qua clip dưới đây. Biết đâu sau làn sóng đùa vui này thì tin tốt lành cũng sẽ sớm đến trong tương lai. Trước đó, Triệu Lộ Tư và Chibu đã có màn gặp gỡ và giao lưu ngắn tại hậu trường của một chương trình truyền hình Đài Hồ Nam vào đầu năm 2024. Tại đây, Chibu vô cùng thân thiện vẫy tay chào Triệu Lộ Tư trước. Sau đó, Triệu Lộ Tư cũng thân thiện chào hỏi đàn chị. Mọi người đều dành lời khen ngợi cho thái độ lễ phép và vui vẻ của hai nghệ sĩ đến từ hai quốc gia khác nhau. Ngược về quá khứ, Chibu từng nhận được sự chú ý của khán giả Việt Nam và Trung Quốc khi xuất hiện trong show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Không chỉ trở thành một trong những chị đẹp được debut với nhóm nhạc chung kết, Chibu còn gây ấn tượng với người xem nhờ tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt chương trình. Sau sự thành công của game show, Chibu tiếp tục mở nhà hàng quán phở tại Trung Quốc thu hút đông đảo thực khách. Cô hoạt động song song tại Việt Nam và Trung Quốc, thỉnh thoảng sẽ góp mặt trong các chương trình truyền hình nổi tiếng xứ Trung. Tháng 12 năm 2023, Chibu trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã, bày tỏ nguyện vọng muốn được thử sức diễn xuất trong phim Trung Quốc. Tôi thích diễn xuất, xem nhiều bộ phim truyền hình, chương trình truyền hình Trung Quốc. Tôi ước khi tiếng Trung của tôi cải thiện, tôi sẽ có cơ hội tham gia một bộ phim hay show truyền hình nào đó. Nhưng có thể sau cuộc phỏng vấn này, vị đạo diễn nào đó sẽ xem và liên hệ với tôi.